Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 -1177. Thảo Yên Hoàng trong thủy trả lại với quý vị cái điều khổ oh, cho Lý Đô Sài Gòn TV chúng tôi đó là thứ bảy chủ nhật đóng cửa <laughs> làm việc nhưng mà tin tức thì không có cho nên phải chờ đến thứ hai thì quý vị biết đó từ hôm tối tối thứ năm rồi, rồi, sang đến thứ sáu thứ bảy chủ nhật là âm âm bao nhiêu tin tức cho nên chúng tôi phải dồn hết để kể cho quý vị ngày hôm nay trình bày với những tin tức từ các phân tích ra trong đó bao nhiêu luật sư bao nhiêu cố vấn bao nhiêu những cái chuyên gia từ cơ quan CA cho tới FBI họ đã lên đài truyền hình để trình bày về cái vấn đề pháp lý khi mà FBI và bộ tư pháp à, thưa quý vị viên phía bộ tư pháp có một cái luật bất thành văn mà họ nói rằng họ sẽ không đưa ra bất kỳ vấn đề truy tố vấn đề bố giáp lục soát nhà 90 ngày trước ngày bầu cử bao gồm ngày bầu cử giữa kỳ và bầu cử tổng thống. Cho nên từ mấy chục năm qua chúng ta thấy đó mỗi khi 90 ngày đó là không có những cái chuyện bố giáp như vậy. Và cái vụ mà bố giáp dinh thự của ông Trump Malago đó nó xảy ra 92 ngày. Thì cho nên chúng ta một lần nữa phải mất 90 ngày nữa. Tức là sau ngày 8 tháng 11 thì may ra cái tin tức liên quan đến vấn đề pháp lý nhắm vào ông Trump mới có. Thì trong những ngày qua đó họ nói Bên phía Bộ Tư pháp sẽ chờ đến sau ngày bầu cử. Thì bây giờ Tha Hồ, bây giờ bên phía báo chí Wall Street Journal, Washington Post, New York Times là cố gắng đi tìm những chi tiết bên trong những cái hồ sơ đó. Và hồ sơ đó tuyệt mật cho nên khó lòng lắm để có thêm các chi tiết mới. Và vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đến sau ngày 8 tháng 11. Thế thì câu hỏi đặt ra mà trong đó chúng tôi cũng đặt ra và rất nhiều người thắc mắc đó về mặt pháp lý liệu rằng ông Trump sẽ đương đầu với những vấn đề gì? Thì thưa quý vị, trong những ngày qua đó, đặc biệt là họ đề cập đến luật gián điệp. Và đây là chi tiết của luật gián điệp. Số 18, cốt 793. Tức là thu gom di chuyển, trao đổi hoặc là mất đi những thông tin defense của Bộ Quốc phòng. Và đặc biệt họ đề cập đến rất nhiều về cái số 793 theo luật gián điệp do Quốc hội Hoa Kỳ mà khổ nỗi năm 2018 là đích thân ông Trump lúc đó là Tổng thống đã ký gia tăng thêm tội và tù cho những ai sử dụng sai trái các hồ sơ bí mật của chính phủ Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta còn nhớ lúc mà ra tranh luận với bà Clinton, ông là người đã chất vấn bà về vấn đề hồ sơ email bà giữ. Mà lúc đó mọi người nói rằng áp lực Bộ Tư pháp và FBI phải dẫn đến việc truy tố. Thời gian đó bà là ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cho nên cái chuyện đó cuối cùng FBI mặc dù nói là họ mở cuộc điều tra nhưng mà cuối cùng không tìm thấy bất cứ những cái bằng chứng là bà đã sử dụng sai quấy các dữ liệu này. Và có điều bà làm sai trái là đã cất giữ một số các hồ sơ mật trong máy chủ của bà và liên quan đến Libya. Nhưng mà hồ sơ của ông Trump lại là khác ông đã rời tòa bạch ốc mà mang theo các tài liệu đó và hôm cuối tuần thì có thêm một cái vấn đề về pháp lý khác nữa đó là người luật sư đại diện cho ông trump đã ký vào một văn bản khi bộ tư pháp yêu cầu là giao nộp lại thêm nữa đầy đủ các hồ sơ và phải chứng minh họ đã giao nộp đầy đủ các hồ sơ mà họ đã lấy đi từ tòa bạch ốc trước đó là tố tới hai chục thùng đã bị lấy đi mà bên phía luật sư của ông Trump ký vào một văn bản và nói rằng họ đã giao nộp đầy đủ và không còn bất cứ một hồ sơ tài liệu mật nào ở trong dinh thự Malago của ông Trump nữa. Văn bản đó Bộ Tư pháp đang có trong tay. Thế nhưng điều này cho thấy là phía Bộ Tư pháp và cơ quan FBI không tin vào văn bản này bởi vì sau đó chúng ta biết có một nguồn tin điềm báo dò dỉ từ bên trong mà tới ngày hôm nay nhiều người nói rằng phải là người thân cận lắm mới biết được bởi vì fbi khi mà họ tới đây và quý vị thấy cái lều mà xanh xanh này đó là nơi mà nhà kho cất giữ nhiều thùng tài liệu không biết là trong nhà kho này tài liệu mật cỡ nào hay là trong cái khu vực của ông Trump làm việc trong cái tủ sách của ông, cái safe của ông thì họ nói là trong đó có tài liệu mật liên quan tới nguyên tử và nguyên tử đó như thế nào chắc chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Bên phía ông Trump thì trong vòng 2 ngày qua thì nghĩa là muốn làm nhẹ cái vụ này họ nói ô nguyên tử làm gì có chuyện tối mật Tất cả những cái chuyện này đã được ông giải mật rồi. Declassify. Thế nhưng thưa quý vị, cái chuyện mà ông Trump ông nói cái chuyện giải mật với cái luật mà 793 chúng tôi vừa trình bày liên quan đến gián điệp đó không có dính dáng gì tới nhau hết. Thứ nhất á, là muốn giải mật hồ sơ phải qua một ủy ban giải mật. Và hồ sơ đó sau khi chính thức được ông Tổng thống cho phép giải mật rồi phải được đóng dấu bằng chữ declassification, được hồ sơ được giải mật. Đằng này tất cả những cái hồ sơ đó không có cái hồ sơ nào được đóng mọc đó cả và đó là cái điểm khác biệt. Thứ hai, về vấn đề trách nhiệm pháp lý thì sao? Thì liệu gì liệu ông trump đã làm gì mà vi phạm vào đạo luật gián điệp rất là đơn giản một khi rời khỏi tòa bạch ốc mà vẫn còn giữ trong tay tài liệu mật mà tài liệu mật thưa quý vị được chia làm bốn thứ mục thứ nhất đó là tối mật thứ hai là họ dùng những cái chữ toàn là tối mật tuyệt mật bí mật và hồ sơ được xem là không thể nào có bất cứ ai khác được nhìn vào thôi thưa quý vị họ nói rằng những cái hồ sơ tối mật liên quan tới à, à, nguyên tử đó là chỉ có một ít người được quyền nhìn thấy chưa nói tới được giữ trong tay nữa mà trong đó tổng thống có thể là à, người à, hạ chủ tịch hạ viện vân vân hoặc là ông giám đốc cơ quan CIA hoặc là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một số ít người mới được nhìn thấy những cái tài liệu này. Cho nên việc mà ông Trump giữ hồ sơ đó là đã vi phạm vào mục 793 thưa quý vị. Phần lớn họ nói đấy mục 793 bởi vì mục 793 này nằm trong đạo luật về quốc phòng và gián điệp và đã được ông trump thời gian đó làm tổng thống năm 2018 à, thì tất cả những gì chúng tôi trình bày là cho đến giờ phút này là chuyện nó đang dẫn đến cái tình trạng đó à, phải sau 90 ngày bên phía bộ tư pháp sẽ có hành động gì sau 90 ngày hiện nay thì bản tin ghi nhận đó là khi mà đưa cho ông quan tòa ở florida ký để đồng ý khám xét dinh thự của ông trump á là bên phía tòa họ nói rằng phải vi phạm về đạo luật gián điệp và vi phạm vào đột đạo luật gián điệp này với án tù từ 10 năm cho tới 20 năm mà họ nói là trong cái phạm vi từ 10 tới 14 năm nếu ông Trump bị xét có tội và chuyện ông Trump có bị bắt hay là chuyện sau ngày bầu cử 8 tháng 11 là những diễn biến mà bên phía chính phủ hoa kỳ và hiện nay đảng dân chủ vẫn nắm đa số đó thì bây giờ bên phía đảng dân chủ với các vị lãnh đạo của hạ viện đang áp lực bên phía bộ tư pháp và cơ quan fbi phải làm rõ hồ sơ liên quan đến những cái hồ sơ đó đã có những cái bí mật như thế nào và tác hại phải lượng định cách tác hại từ hồ sơ đó nằm trong dinh thự của ông Malago Của ông Trump như thế nào à, Bên phía quốc hội bây giờ yêu cầu Bên phía bộ tư pháp và cơ quan FBI Định ra cái tác hại Từ những cái tài liệu này Cho nên à, chuyện này còn rất là dài Trong thời gian tới Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý Của Lưu Đoàn Sở TV ngay sau phần quảng cáo